Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. Trước khi chúng ta xem đoạn phim mà tôi đã chuẩn bị, tôi muốn có một câu trả lời cho một cái nan đề đang rất là bức bách của thế giới hiện tại. Và tôi cũng muốn cho chúng ta hiểu được là khi mà chúng ta hiểu được câu trả lời, chúng ta dễ giải quyết nó hơn. Mọi người muốn nghe không? Mới gần đây lại có một vụ hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ. Cái đây không lâu có một đôi nam nữ bị hiếp dâm. Người nam bị đánh đập, người nữ bị hiếp dâm, sau đó bị chết tại bệnh viện bên Úc. Sau đó một cháu bé 9 tuổi bị hiếp dâm trên xe lửa. Rồi cháu bé 7 tuổi bị hiếp dâm. Cháu bé 11 tuổi ở trong trường học. Mỗi một tuần dường như có những câu chuyện đau thương nổi ra. Tại thủ phủ của Ấn Độ, người ta nói một ngày có 4 vụ hiếp dâm. Và bây giờ Ấn Độ nổi tiếng thế giới không phải bởi vì có những điệu ca múa nhạc của họ, mà họ nổi tiếng bởi vì số lượng người hiếp dâm quá nhiều, mà cảnh sát nói chúng tôi làm việc quá mệt rồi mà không giải quyết nổi. Bạn đặt câu hỏi tại sao tại Ấn Độ lại có nhiều người bị hiếp dâm như thế? Liệu người khác có bị ảnh hưởng điều này hay không? Có thể phóng viên chưa tìm ra câu trả lời, nhưng trong Kinh Thánh có câu trả lời như sau. Nguyên nhân nó đến từ hai điều. Một là do tội lỗi, hai là do tôn giáo. Tội lỗi vì người ta xem quá nhiều những bộ phim porno hay là phim con heo được lan tràn trên Internet. Cho nên vì người nghiện xem phim sách, họ bỗng nhiên bị ảo tưởng đưa mình vào là nhân vật nam ở trong những đoạn phim đó. Và khi gặp một đối tượng quen quen giống giống như bộ phim họ đã xem, họ bị lừa dối và đặt tới để tán tỉnh con người kia. Nhưng sự thật khác với những gì mà đạo diễn phim con heo đã đạo diễn, nó trớ trêu hơn, cho nên họ đã phải dùng vũ lực để cưỡng hiếp người ta. Bởi vậy cho nên nếu bị nghiện phim sách, hãy khẩn trương giải phóng mình ra khỏi điều đó. Bởi vì sẽ có một ngày mất cảm giác, mất ý muốn và sẽ lao vào làm một điều mà sau này hối không kịp. Điều thứ hai, nguyên nhân thứ hai đó là tôn giáo. Tôn giáo ảnh hưởng tới văn hóa. Văn hóa ảnh hưởng tới nếp nghĩ của con người. Nếp nghĩ của con người nó bông trái bước ra những quyết định hành động và việc làm. Tôn giáo Ấn Độ rất coi thường phụ nữ. Rất coi thường phụ nữ. Họ coi phụ nữ là một đẳng cấp hạ. Họ coi phụ nữ giống như một đồ vật hay là mảnh vườn. Không phải chỉ Ấn Độ, các nước Hồi giáo cũng vậy. Nhưng vì Ấn Độ là một đất nước dân chủ, thành ra những chuyện đó được phung lên trên báo chí. Còn những nước kia họ bịt. Người nữ là một đồ vật, cho nên nếu tôi dùng đã cũ rồi tôi phải mua đồ vật mới. Người nữ là một mảnh vườn, vợ là một mảnh vườn. Nếu mảnh vườn đó không sinh ra bông trái, tôi tậu mảnh vườn khác. Một người chủ có thể 7-8 mảnh vườn khác nhau. Một người chủ có đủ tiền có thể 6-7 bất động sản khác nhau. Người vợ chỉ là một tài sản của ông chồng thôi. Từ cái đó họ sở hữu người nữ, họ hiếp dâm, họ dùng bạo lực. Bởi vậy anh chị em ơi, khi hiểu hai nguyên nhân đó, tôn giáo lại cộng với tội lỗi đã rình rập sẵn trong con người của họ, thì làm sao mà tội không càng ngày càng gia tăng? Bởi vậy cho nên chỉ có tin lành và quyền phép Đức Chúa Trời mới có thể giải phóng được thôi. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Đó là câu trả lời tại sao Ấn Độ lại có nhiều những vụ hiếp dâm như vậy. Amen. Hallelujah. Bây giờ tôi muốn cho anh chị em xem một cái đoạn phim. Nó là đầu tiên của đề tài bài giảng ngày hôm nay. Nếu hội thánh muốn 3.000 người thì bắt đầu chúng ta phải xây dựng điều mà bạn nghe ngày hôm nay. Nào, hãy cùng nhau xem đoạn phim ngắn này. Можно выключить свет?
Vào tháng 4 2007, Điệu Múa Vừa Rồi đoạt giải thắng trong số 7.000 thí sinh thi tại bên Trung Quốc. Mặc dù có 5 phút được chiếu, nhưng nó miêu tả lại một câu chuyện về cuộc đời của cả hai con người. Mali là một cô gái học ballet từ nhỏ, ước ao trở thành một diễn viên ballet. Năm 1996, 19 tuổi bị tai nạn và đã cướp mất cánh tay, và tưởng chừng như không còn hy vọng gì để quay trở lại con đường nghệ thuật. Cô chỉ đi loanh quanh dạy múa cho một số những trường tiểu học. Tháng 9 năm 2005, sau 9 năm trong sự buồn chán đó, cô gặp một thanh niên 21 tuổi bị cụt chân từ khi 4 tuổi, đang tập luyện trong đội của những người tàn tật đua xe đạp. Cô ta đã bỗng nhiên có một ý tưởng mới, thuyết phục con người này trở thành một diễn viên. Bởi vì cái mà anh ta có thì cô ta không có, cái mà cô ta không có thì anh ta có. Anh ta có đôi tay trong khi cô không có tay, cô có đôi chân thì anh lại không có chân. Họ biết kết hợp nhau lại. 2 năm tập luyện nhiều lúc tưởng như bỏ, không thể, có thể tiếp tục được nữa, nhưng cuối cùng họ vẫn kiên trì, vẫn tiếp tục bám vào nhau. Điểm mạnh của người này gánh vào chỗ điểm yếu của người kia. Họ đã thành công vào tháng 4 2007, sau hơn 1.5 năm. Đó chính là đề tài mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ. Có 2 từ thôi: đồng đội. Số 1, nếu luôn đứng một mình thì không làm gì được. Bạn nhìn thấy những cái giống giống số 1 mà đứng một mình, nó chỉ là cái gậy để đánh người khác hoặc chọc người khác, nó chỉ là cái trông hay là cái gai để làm cho người khác thủng chân, hoặc nó là mũi tên để bắn ai đó bị trọng thương. Số 1 luôn luôn mang lại những tác hại như vậy. Đứng số 1 nếu như không đứng với những số khác, nó không làm nên sự vĩ đại được. Bởi vậy cho nên hãy học cách với những người khác. Thế giới hiện tại bây giờ chúng ta đang sống đã thoát khỏi 100 năm trước rồi. 100 năm trước có những con người cao bồi, phi ngựa, bắn súng hai tay. Nhưng thời điểm bây giờ không có kiểu sống như vậy nữa. Những bộ phim mà xây dựng hình tượng Rambo một mình có thể diệt cả một đội quân từ Mỹ, từ Việt Nam, rồi từ Afghanistan. Nhưng nó chỉ là nhân vật hư cấu. Bruce Lee chỉ ở trong phim ảnh một mình chống lại cả bầy mafia, nhưng ông ta chết một cách rất là oan uổng, rất là đau khổ một mình ở ngoài đời. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, đồng đội thật là quan trọng. Amen. Amen. Ngày 12 tháng 7 vừa rồi, Vietnamnet có đưa ra một thông tin. Một sinh viên 20 tuổi, Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Phạm Ngọc Ánh, trên đường chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt Nam tại Lào Cai, Phan Xi Phăng, trên đường quay trở về Sapa với độ cao 2.800 m, trong khi mọi người đang nghỉ ngơi, uống nước, ăn, cậu nói với những người trong đoàn, nói rằng: "Xin chào nhá, tôi đi trước đây." Không hiểu tại sao cậu lại bỏ đi. Từ đó cho đến nay đã hơn 1 tháng rồi, mất tích. Làm khổ bao nhiêu trăm những con người đi tìm kiếm cả tháng trời không tìm ra. Mất tích. Bởi vì cậu lần đầu tiên leo núi, không hiểu được rằng đồng đội quan trọng như thế nào. Thậm chí leo núi cùng đồng đội cũng rất phải cẩn trọng, biết lắng nghe những người lão luyện đi trước, đặt chân vào tảng đá nào, leo lên kiểu gì. Còn nếu không trượt là chết cả đám. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, cuộc sống này khác gì đang leo núi. Và càng lên núi cao, dốc càng hiểm trở, tính mạng đe dọa nguy hiểm nhiều hơn. Bạn cần phải học tính kỷ luật và học cách chơi đồng đội. Amen. Hãy nói với người lân cận rằng: "Có ai thành công mà ở một mình đâu." Luôn luôn thành công là có ai đó cùng giúp.
Tất nhiên khi thành công rồi, nhiều kẻ đứng một mình đạp hết tất cả những kẻ đã giúp thành công, còn nó là của tôi. Yeah, có nhiều kẻ đứng một mình trong thành công, nhưng để thành công được không thể một mình được. Amen. Amen. Và thường những kẻ mà đứng một mình trong thành công lại khó giữ nổi, vì gió thổi quá mạnh hất ra khỏi đỉnh núi ngay. Bởi vậy cho nên hỡi anh chị em, hãy học cách leo núi cùng đoàn. Hãy học cách đứng trên đỉnh núi cùng đoàn. Và hãy học cách xuống núi cùng đoàn. Hallelujah. Hãy cùng tôi giờ sách Phục Truyền đoạn 32 câu 30. Lời Chúa dạy rất quan trọng, mà cổ nhân ngày xưa họ đã bắt chước được, nghe được từ đâu câu nói mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Đó là câu nói mà sau này Khổng Minh đã sao chép được để nói trong một bi kịch, mà từ đó sự nghiệp của ông đã đi xuống. Lời Chúa nói rằng nhược bằng hòn đá viết hoa. Hòn đá này nói về Đức Chúa Trời. Nhược bằng hòn đá không bán chúng nó, nhược bằng Chúa mà không cho phép thành công. Thì và Jehovah không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt đuổi ngàn người? Nếu Chúa không cho phép ngay cả từ này cũng nhìn thấy cái một người đuổi ngàn người đó đã chơi đồng đội và người thứ hai quan trọng đó là Đức Jehovah rồi. Mọi người hiểu không ạ? Nhưng câu theo, câu sau nói rằng Và hai người đuổi 10.000 người, đang cho chúng ta nhìn thấy một điều: sự làm việc của các cá nhân với nhau nó quan trọng hơn. Không phải cấp số cộng, không phải thêm vào, mà là cấp số nhân. Một ra 1.000, nhưng hai người kết hợp lại với nhau lại không phải ra 2.000 người, mà ra 10.000 người. Ở trong đồng đội nó có một sức mạnh nhân lên, không phải cộng vào mà là nhân lên. Và hỡi anh chị em, hãy học cách phục vụ trong đồng đội. Thường lúc ban đầu hơi loạn một chút, nhưng thà hơi lộn xộn và loạn một chút, nhưng kết quả tuyệt vời sau này, nhân còn hơn là chậm như rùa. Câu kinh thánh thứ hai, Truyền Đạo đoạn 4. Hallelujah. Hai người đuổi 10.000 người. Và như vậy 3.000 người tại Berlin này là điều mà dễ đoạt được. Điều dễ đoạt được. Ma quỷ đang nói với tôi và bạn rằng khó lắm. Nhưng rất dễ đạt được nếu như nắm được nguyên tắc chơi đồng đội. Truyền Đạo có nói như sau: hai người hơn một, vì hai sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không ai đỡ mình lên. Tiếp theo: cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm. Tất nhiên hai người này đó là, nói chung là hai người ở Việt Nam hội sinh viên đến bây giờ đó vẫn nằm chung với nhau. Trời lạnh mà chỉ có một cái chăn chiên thôi, thật ra hai ông nằm chung ôm nhau ngủ, nhưng mà không hề có một cái tính gì. Ở bên này là nguy hiểm, nhưng ở Việt Nam là chuyện bình thường. Hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự nó. Thấy không? Mọi người thấy không? Tôi sinh ra trong một gia đình mà bọn nào dọa là tôi đều hoảng sợ hết. Nhưng ở trong nhà, trong hội thánh chúng ta có một gia đình mà cả xóm sợ, đó là gia đình của Thịnh Vượng. Bởi vì chúng nó có quá nhiều anh em trai, không ai dám đụng vào. 3-4 thằng bạn đi cùng chúng nó vẫn đụng vào, còn nếu như 3-4 người đó đều là anh em ruột đó, bọn nó khó đụng vào lắm. Bởi vì bọn anh em ruột đó nó chết cho nhau luôn. Thành ra ở đây nói rằng nếu mà Thịnh ở một mình thì bị người khác thắng, nhưng cả đám anh em mà tập hợp lại thì ai thắng nổi. Một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. Đang nói về đồng đội. Hãy nhắc lại cùng tôi từ đồng đội. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Thường chúng ta đọc câu này hay liên tưởng tới người vợ của Adam. Nhưng nếu như bạn là một người nhân sự hầu việc Chúa thì hãy nhớ một điều: Đức Giê-hô-va kêu gọi bạn làm công việc đó một mình là không tốt. Cho nên hãy tin, ta sẽ gửi người tới giúp đỡ ngươi trong công việc này. Tôi tin lắm anh chị em. Và càng ngày tôi càng nhìn thấy tôi có rất nhiều điều khiếm khuyết và không làm nổi. Đến bao giờ bạn thay đổi câu hỏi? Chúng ta luôn luôn đặt những câu hỏi khi còn trẻ tuổi, nói rằng tôi làm sao có thể làm được mọi sự. Nhưng khi bạn trưởng thành rồi, khi bạn bắt đầu hóa dâm rồi, thì người đó mới nói rằng tôi mới hiểu được rằng tôi không thể làm được mọi sự. Và khi tôi không thể làm được mọi sự thì bắt đầu tôi nhìn vào những con người khác, nhìn thấy tiềm năng ở trong họ, đứng vào điểm yếu của tôi. Cái đó gọi là đồng đội. Amen. Amen anh chị em. Tôi tin Chúa đưa người tới cho tôi. Bạn tin Chúa đưa người tới cho bạn? Hỡi những thương gia trong tương lai, hỡi những triệu phú trong tương lai ngồi tại đây, hãy tin vào sự kêu gọi của Ngài, kêu gọi bạn. Khi bạn bước vào làm việc, Chúa sẽ đưa người tới, mang cơ hội tới cho bạn. Hãy treo lên bảng câu kinh thánh này và nói với sự kêu gọi của bạn rằng: Đức Giê-hô-va phán với tôi trong sự kêu gọi này, một mình làm là không tốt, cho nên ta sẽ đưa tới cho ngươi những kẻ giúp đỡ giống như ngươi. Nó sẽ giúp đỡ ngươi làm thành điều mà ngươi được kêu gọi. Amen anh chị em. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Câu trả lời cho tôi và cho bạn đã có sẵn trên đất này rồi. Nó đang ở trong những con người mà đang ở trong thế gian này. Hãy cầu nguyện: Chúa túm, Chúa túm, Chúa túm. Họ đang đợi bạn nhìn họ đấy. Họ đang đợi bạn nói rằng: hãy đồng ý đi, hãy đồng ý đi, tôi sẵn sàng giúp bạn. Amen, amen, amen. Hallelujah. Chỉ có một ngày tôi sẽ báo trước cho bạn biết cả ngàn người đảng viên kỳ cựu của CDU Berlin sẽ tới đây để họp. Họ họp cho bầu cử sắp tới của họ. Họ đang mượn thuyền của chúng ta để làm công việc của họ. Đó những con người mà Chúa đang gửi tới để giúp đỡ chúng ta. Amen. Amen. Nếu bạn cầu nguyện, sẽ có một ngày nào đó bà Merkel sẽ đến cảm ơn cộng đồng Việt Nam và người Nga. Chứ đây nghe thấy toàn mafia bán thuốc lá lậu. Mà bây giờ đó, thấy thay đổi. Tôi sẽ giới thiệu cho bà gặp một số những người trùm bán thuốc lá lậu trước đây thôi. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Bởi vậy cho nên tác dụng của làm việc đồng đội. Trong đồng đội có nguồn của sức người, có nguồn của những ý tưởng mới, có nguồn của động lực hơn làm việc một người. Tác dụng của đồng đội ở trong làm việc đồng đội, nó giúp cho nó có khả năng tối đa hóa những điểm mạnh của mỗi một thành viên và tối thiểu hóa những điểm yếu, nhược điểm của mỗi một người. Mọi người thấy không? Hai người vừa rồi nhảy đấy, họ múa đồng đội, họ múa đồng đội. Nàng không có tay thì chàng có tay khỏe. Vì sao tay khỏe? Vì chân gãy từ lâu rồi, làm sao mà không khỏe tay? Phải tập đi bằng tay mà. Vì bao nhiêu năm trời như vậy, trên tay của tôi đủ bế nàng. Nàng không có tay nhưng nàng lại có chân. Em sẽ dùng chân để giúp đỡ anh. Hai con người đó đã tối đa hóa sức mạnh của người kia và tối thiểu hóa nhược điểm của chính bản thân mình. Bởi vậy cho nên thưa anh chị em, hãy học cách làm việc đồng đội. Thời kỳ cao bồi chấm dứt rồi anh chị em. Thời kỳ làm việc cao bồi chấm dứt rồi. Thế kỷ 21 này không còn là thế kỷ của cao bồi tách rác nữa. Thế kỷ 21 này không còn những bộ phim của Bruce Lee nữa. Thế kỷ 21 này không còn bộ phim sản xuất ra của Rambo nữa. Mà luôn luôn đồng đội. Chiến thắng thuộc về đồng đội. Chiến thắng thuộc về đồng đội. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Đồng đội ở trong đó, người ta chia sẻ thành công và thất bại cho nhau.
học được thất bại từ người khác để tránh mình thất bại như vậy, học thành công của người khác để mình vươn tới thành công. Chơi đồng đội luôn động viên và ràng buộc nhau lại, thúc đẩy nhau. Amen. Người ngã người kia đỡ, người này lạnh người kia ôm ấm trở lại, người này bị thua cả hội lao vào tấn công. Hỡi anh chị em, đồng đội luôn luôn có nhiều lợi thế hơn là một mình, hơn là một mình, hơn là một mình. Amen. Mọi người hiểu một mình người ta hay nói là gì không? Một mình thường là gọi là riêng tư, gọi là cái tư đó là một mình. Mà tư thì gần với tự tử, tư hay gần với tự tự hay gần với tự kiêu, gần với tự ti, gần với tự tử. Hãy nói với người lân cận, nói rằng hãy ra khỏi cái tù một mình đi. Hallelujah. Hallelujah. Tôi muốn làm một thí dụ này. Được phép không? Được phép không anh chị em? Làm thí dụ, mời 5 người lên phía trên này. Sẵn sàng không? Mời anh Dương, mời anh Quảng, mời anh Dũng. Đứng dậy, đứng dậy. Lên phía trên bục giảng này. Dương, Quảng, Dũng. Mời Sa, mời Vượng. Lên phía trên này. Lên phía trên. Yeah. Tôi đang lấy một thí dụ về đồng đội. Ba người lên đầu tiên đây ở Việt Nam rất mặc cảm vì độ cao quá quá tốn vải. Thật ra ở Việt Nam họ cố gắng đi với dáng đi khủng khủng như vậy để cho nó ra vẻ không phải là người lai. Yeah. Đặc biệt là các người đứng ngoài đây là từ nhỏ đó, không hiểu tại sao mình lại sinh nhầm cái nhà này toàn người mà bình bình như vậy mà tao mình cao vọng lên như vậy. Thật ra nó đi không khom khom. Thật ra thường những người cao ở Việt Nam hay bị gò lưng, không phải vì họ sinh ra nó gò lưng đâu, bởi vì họ cố gắng hạ thấp độ cao xuống để cho nó giống người khác. Còn có hai người lên sau đó có một độ cao rất là khiêm tốn. Một độ cao này đó, cầu nguyện mãi mới lấy được vợ. Mà hai cái bà vợ đó dũng cảm lắm mới lấy người này. Và bây giờ tôi muốn đứng thành một vòng tròn. Đứng thành một vòng tròn lại và vai khoác vào nhau. Lại gần đây chút để tránh cái kia cho camera còn quay. Lại gần đây nhưng mà vừa phải đứng ra chỗ khác. Vừa phải đứng ra giữa này. Đây, giữa như vậy. Ra vào đây. À, bây giờ vai phải vác lên nhau xong đi vòng tròn. Ok. Ok, stop dừng lại. Vừa rồi họ đi như vậy mà chân của Sa và Vượng vẫn chạm đất. Vì sao? Bởi vì ba người cao kia đã tối thiểu hóa độ cao khiêm tốn của hai người kia bằng cách ba người đều trùng lưng xuống. Mọi người hiểu không? Và bây giờ hãy đứng thẳng người lên. Ô, từng đội gì mà đã thả nhau ra như vậy? Lại tiếp tục. Bây giờ đó phải bám chặt vào nhau hơn. Sao cho Sa và nào? Phải như vậy cơ. Ok. Nào, bây giờ phải rước cao tay. Nào, đi. Và bây giờ là Sa và Vượng vừa đi vừa chân hơi bị kiễng một chút. Dạ. Ok, hãy vỗ tay cho 5 con người này. Dạ. Và khi làm đúng cái gì mà tôi nói thì Sa và Vượng sẽ bị treo trên 3 cái vai to khỏe này. Và cuối cùng bạn sẽ nhìn thấy rằng Sa và Vượng bỗng nhiên trở thành cao bằng 3 con người kia. Mọi người hiểu không? Sa và Vượng đã cao bằng 3 con người kia nhờ đồng đội. Lần đầu tiên 3 con người kia cao đã cao hay là thấp bằng Sa và Vượng, bởi vì họ hạ xuống, đó là đồng đội. Và sau đó họ nhấc Sa và Vượng lên cao bằng họ, đó là đồng đội. Trong khi chúng ta làm việc đồng đội với nhau không phải dễ đâu, nó phải mất đến 3 năm đến 5 năm mới quen được. Thời gian đừng chê Bayern bây giờ vội, phải có ít nhất 3 tháng đến nửa năm để quen cái chiến thuật mới 4-1-4-1. Chơi đồng đội cần phải được học, cần phải được học. Còn một mình từ nhỏ đã có nguyên tắc rồi. Một mình bỏ, một mình lẫy, một mình chạy, một mình ngã, một mình kêu, một mình cô lần, một mình hiểu. Và cái gì cũng một mình tự được hết. Nhưng chơi đồng đội từ 2-3 người trở lên, nó phải đòi hỏi nguyên tắc, nó phải đòi hỏi kỷ luật, nó phải đòi hỏi tính cách. Và cái đó mới dẫn tới thành công của chúng ta được. Amen anh chị em. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Sách Mác đoạn 2 câu 1 câu 5. Long có thể, đây là câu thêm, nói chúng ta về một người bị bại nằm trên giường. Sách Mác đoạn 2 câu 1 câu 5. Bốn người khiêng người bại đó đến gặp Chúa Giêsu. Vì rất đông người cho nên người ta dỡ mái nhà, thả người bại trên giường rơi xuống. Bốn người này khiêng một người trên cái giường không phải đơn giản. Họ phải học cách khiêng, họ phải học cách khiêng, khiêng lên trên mái nhà, dòng người xuống không bị rơi. Nếu từ độ cao mà dòng rơi xuống là chết luôn đấy, từ què thành chết luôn. Thế ra phải học cái cách cân bằng, cái đó cần phải học. Mọi người đọc câu chuyện này, khỏi một vài ngày Đức Chúa Giêsu trở lại thành Capernaum và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Tiếp theo, bây giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Hãy nhắc lại cùng tôi từ bốn người khiêng. Nha, bạn nếu được nghe cõng, bế, vác, nó dễ hơn là khiêng. Khiêng là một động từ luôn từ hai người trở lên. Và đây không phải là hai người mà là bốn người. Thường hai người đã khó, ba người khó hơn, bốn người lại càng khó nữa. Người ta nói rằng thường bốn người mười ý. Bốn người này khiêng một người đau bại, mục tiêu là chữa lành. Nhưng vì người đông không lại gần Ngài được nên họ dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dầm giường người bại xuống. Tiếp theo, Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ bèn phán với kẻ bại rằng: hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, không phải đức tin của người bại. Đức tin họ là 4+1. Mọi người hiểu không? Họ ở đây là cả người bại, họ ở đây là cả bốn người khiêng. Chúa nhìn thấy 5 người này có đức tin và Ngài đã phán cho người bại kia được chữa lành. Bạn ơi, nếu người bại không có đức tin, ông ta sẽ la hét gọi policai: ô, công an ơi, cái thằng này con đồ, bắt tôi phải đi, tôi không muốn, tôi ở nhà cơ. Nhưng vì ông ta có đức tin muốn được chữa lành, hãy phạt tôi đi, hãy đưa tôi đến. Và bốn người kia họp lại đã đưa anh ta tới. Bạn ơi, chúng ta đây là những người khiêng. Thế giới đang ở bên ngoài kia là kẻ bại. Ở nơi đây Chúa Giêsu đang ở. Chúng ta cần phải học cách làm việc đồng đội để đưa người khác tới đây họ được chữa lành. Amen. Amen. Và bây giờ câu hỏi: vì sao lại vẫn còn những con người thích cao bồi thuộc linh? Vì sao lại vẫn có con người chỉ thích làm việc một mình? Để trả lời câu hỏi đó, tôi muốn cho anh chị em một số những điểm và giúp chúng ta học cách chơi đồng đội hơn. Một là do cái cá tính, cái tôi kiêu ngạo. Cái tôi kiêu ngạo. Thích là tôi là quan trọng. Hay nói nhắc được từ tôi. Hay nói tôi là tôi. Thêm dấu huyền là gì? Tôi. Thêm dấu sắc là gì? Nghe không rõ. Thêm sắc là gì? Thêm nặng, dấu nặng là gì? Bỏ hết tất cả mọi cái là gì? Là tôi. Tôi. Cái tôi của mình nguy hiểm lắm. Cái tôi của mình đã cản trở làm việc đồng đội. Điều tiếp theo, sự sợ hãi thiếu tin tưởng nó khiến chúng ta luôn bị đe dọa. Người ta nói một câu nói rằng: kẻ lãnh đạo hoặc người làm việc mà luôn trong sự sợ hãi thiếu tin tưởng thì hút những nhân lực yếu kém tới xung quanh mình. Họ chỉ thích làm với những người kém cỏi thôi để điều khiển dễ, và không có cái khả năng về sáng tạo trong những người khác. Họ sợ bị đe dọa. Có một anh giám đốc nọ, anh này là cái người mà tôi đang nói cái tính cách này, anh ta rất là nghi ngờ và sợ hãi. Anh ta họp lại ban giám đốc, ban quản trị và nói với người thân tín nhất, thư ký: cậu, trong vòng một tháng tới tôi đang bị ốm và chuẩn bị đi nghỉ hưu, hãy tìm ra cho tôi một người giỏi nhất công ty, được uy tín nhất công ty để thay tôi làm việc. Thư ký đi tìm kiếm một hồi, một tháng sau mang tới tên của một người đó. Ông đã có sẵn cái bản viết rồi, ký tên rồi, chỉ thêm tên thôi, đuổi việc. Mọi người hiểu không? Nghe hơi bị khó hiểu đúng không? Ông ta sợ bị mất ghế,
ông ta sợ mất chỗ ngồi. Thành ra muốn giúp cho ông ấy tìm bằng được cái người nào mà có quyền thay thế ông ta để ông ta đuổi việc, chứ không phải thay thế đâu, mà tìm ra để mà đuổi việc, để cho mình đỡ bị sợ hãi. Mọi người hiểu tôi đã có chuyện vừa rồi không? Và cho nên những người lãnh đạo kiểu như vậy hoặc những người làm việc kiểu như vậy thì luôn luôn hút những kẻ yếu kém tới xung quanh mình, học cách trao quyền cho người khác, đừng kiểm soát mọi thứ, đừng sợ bị thay thế. Chúa Giêsu ngài không phải là loại đó, Chúa không phải là tuyết người như vậy. Ngài nói rằng kẻ nào tin ta sẽ làm như ta đã làm, thậm chí còn lớn hơn nữa. Amen, amen. Cha ta sai ta thế nào, ta sai các ngươi như vậy. Mọi quyền phép ở trên trời dưới đất sao cho ta, ta ban cho các ngươi, hãy đi làm những điều lớn lao hơn. Ông sắp tới đến hội thánh, một buổi truyền giảng tại Ấn Độ năm 2005, lịch sử cao nhất của thế giới từ trước tới nay. Trong một buổi nhóm có 4.600.000 người tới dự tại Ấn Độ. Và trong buổi nhóm đó có 17.000 chiếc xe lăn đã được giải phóng. Con người đó có làm lớn hơn Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu đã bao giờ giảng cho một đám đông triệu người chưa? Chưa. Nhưng ông ta không làm tốt hơn Chúa Giêsu, chỉ làm lớn hơn Chúa Giêsu nhưng không tốt hơn Chúa Giêsu. Amen. Không một người nào trên đất này làm tốt hơn Chúa Giêsu, chỉ có làm lớn hơn thôi. Hãy hiểu cho rõ từ tốt hơn và lớn hơn. Hai cái khác nhau. Tốt hơn có nghĩa là chất lượng tốt hơn, còn lớn hơn là chỉ số lượng thôi. Chỉ có số lượng thôi. Amen. Và con người chúng ta không ai có thể làm tốt bằng Chúa Giêsu. Không ai. Hãy nhớ một điều đó. Chả có một kẻ nào được sự sức giàu như ngài được sức giàu. Chúng ta chỉ có thể nhờ phương tiện mà làm lớn hơn thôi. Trước đây Chúa không có máy bay để đi sang châu Phi, chúng ta bây giờ có máy bay. Chúng ta trước đây Chúa không có loa để cho 1.000.000 người nghe, bây giờ chúng ta có phương tiện loa rồi. Cho nên đừng nghĩ làm tốt hơn mà chỉ làm lớn hơn thôi. Amen. Vì sao lại hay đứng một mình? Bởi vì chúng ta thường không khôn ngoan hay khờ khạo và dại, không đánh giá hết được cả một quá trình làm việc của công việc mình khởi sự. Vì không đánh giá được khó khăn cho nên chúng ta không cần người đứng vào vị trí đó làm việc. Leo núi không đánh giá được ở độ cao 500m, 600m điều gì xảy ra. Thành ra chúng ta cũng chả cần mang theo đồ ăn, cũng không cần kéo theo con ngựa giúp đỡ nữa. Cứ thế ba lô mấy chục cân đó cứ vác được đến 300m độ cao rồi, hết sức rồi. Không xác định được khó khăn dọc đường chúng ta cần phải gặp là gì, thành ra không cần người khác giúp đỡ. Đó là sự khờ khạo. Hỡi con cái Chúa, xin Chúa mở mắt tôi và bạn nhìn thấy rằng 1.000 người đến đây nhóm không phải là điều khó, nhưng cũng không phải là đơn giản đâu. Cho nên chúng ta cần nhau, chúng ta cần huấn luyện, chúng ta cần tấm lòng tận hiến và kỹ năng làm việc chung với nhau. Học không bao giờ buồn. Amen. Tất nhiên không phải cứ học cao là thành công, nhưng nếu bạn không học, đừng mơ có thành công. Học cao chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không học, đừng mơ thành công. Tiếp theo nữa, do tính cách cho nên chúng ta đôi khi vẫn làm việc một mình, sống khép mình, không cởi mở, tự ti, mặc cảm, ích kỷ, không nói ra được ý của mình với người khác. Cái đó chúng ta cần phải học. Amen. Hallelujah. Anh chị em đã mệt chưa? Đồng đội quan trọng. Bàn tay tôi có 5 ngón. 5 ngón tay này nó đã biểu hiện tinh thần đồng đội 43 năm rồi. Tất nhiên biểu hiện đồng đội của nó có nhiều khi làm việc xấu, ví dụ như ăn vụng chẳng hạn, ăn cắp tiền của mẹ chẳng hạn. Nhưng dù sao 5 ngón đã dạy tôi cách làm việc đồng đội. 5 ngón này khác hẳn nhau, tên của nó khác nhau, hình dáng của nó khác nhau, dài ngắn, chức năng của nó khác nhau. Anh chị em có bao giờ nắm ngón tay của mình chưa? Anh chị em có thấy là ở chỗ chúng nó khác nhau không? Cảm ơn Chúa, 5 ngón này độ dài không dài bằng nhau. Nếu dài bằng nhau đó thì là tay khỉ thôi. Bởi vì khỉ nó cần kích thước dài như nhau để nắm cây nó dễ. Còn vì nó khác nhau
cho nên nó là tay người. Hình thể khác nhau để nó làm chức năng khác nhau. Nào, chúng ta cùng nhau học bài học về nhân thể học nào. Năm ngón này, ngón nào là ngón làm việc nhiều nhất nào? Ngón nào? Ngón này ngón cái, ngón này ngón trỏ, ngón này ngón giữa, ngón này ngón đeo dẫn, ngón này ngón út. Vậy ngón nào là ngón làm việc nhiều nhất? Ngón gì? Ngón cái. Chính xác. Cầm bất cứ cái gì cũng cần phải ngón cái. Cầm cái quyển sách này mà không có ngón cái cầm kiểu gì? Cái này còn là cặp à? Quạp. Phải cần có ngón này. Cầm bất cứ cái gì cũng cần có nó. Cho nên nó mới gọi là ngón cái. Ngón quan trọng. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng cầm nắm bất kỳ cái việc gì thôi. Ngón thứ hai làm cũng khá nhiều là ngón gì? Ngón cái làm nhiều nhất, to nhất, cục mịch nhất. Ngón thứ hai mà làm cũng tương đương nhiều đó là ngón tay út, làm khéo nhất và lại nhỏ nhất. Amen. Thành ra nhờ cái ngón này mà tay của bạn nhiều khi ngứa đó được giải quyết nan đề nhanh, mũi của bạn nhanh, răng bị dắt răng nhanh, ngón tay út. Ngón tiếp theo là ngón đeo nhẫn. Nó chỉ làm đúng một việc mà lại làm việc đó lâu nhất, bền nhất và ít thể hiện nhất. Chỉ thấy có một lần và cả cuộc đời là đeo đuổi nó với một việc đó. Đó là đeo chiếc nhẫn này. Nó đã giam vào tay của tôi 13 năm chưa rời bao giờ. Thế là tháo ra bây giờ là con đường gớ ở trong này rồi. Tay của tôi ngón này có khúc rồi. Mị cái này nó đeo từ khi còn gầy dơ xương. Và đeo đến bây giờ 13 năm tăng lên được gần 20 cân. Thành ra cái ngón tay tôi nhiều khi nó bị bức. Và cái nhẫn này khó kéo ra lắm bởi vì nó thành gờ trong này rồi. Đường xe lửa ở trong này rồi. Một lần làm trong đời mà một việc đó nó làm cả đời. Mọi người hiểu không ạ? Tôi nói vợ tôi rằng nghèo gì thì nghèo, nhưng cái nhẫn này không thể bán đâu nha. Nó vẫn phải đeo ở đây. Tiếp theo, ngón tay trỏ là ngón mà chỉ đường tốt nhất mà lại bị ghét nhất. Biết bao nhiêu lần bạn suýt bị phạt vạ bởi vì ngón tay trỏ này đấy. Rất nhiều lần gia đình suýt ly dị bởi vì cái ngón này đấy. Rất nhiều khi bạn bị xét đoán lại bởi vì cái ngón này đấy. Ai bảo chỉ người ta trên 3 lần chỉ ngược lại vào mặt người. Ngón giữa là ngón tay cân bằng trên bàn tay nhất và nó dài nhất. Tôi luôn nói những cái nhất của 5 ngón này để cho bạn nhìn thấy nhiều khi cái nhất của cái này lại đối với cái này là đáng ghét. Tay tôi mềm mại uyển chuyển. Ngươi thì cục mịch nó có làm được cái gì? Cái nhất của cái ngón này nhiều khi lại là kẻ thù của ngón kia. Nhưng chúng nó biết kết hợp với nhau, biết chơi đồng đội để có thể làm nhiều việc khác nhau. Amen. Bạn có thấy bạn khác hẳn với người nhân sự cùng ngồi bên cạnh không? Bạn có thấy bạn quá khác không? Thậm chí bạn thấy bạn khác hơn cả chồng của bạn nữa. Chồng bạn tính khác, bạn tính khác. Mấy đứa con sinh ra cũng vậy, nó khác tính hẳn nhau. Tại sao? Cái đó mới là Đức Chúa Trời. Chúa tạo dựng ra tôi và bạn không phải là sản xuất bàn là của Liên Xô. Liên Xô sản xuất bàn là dập ra cả ngàn cây giống nhau. Còn Chúa nói rằng để tạo ra con người, David nói Ngài dệt tôi trong lòng mẹ tôi. Ngài dệt tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi để ý thấy hai thằng con của tôi, Chúa dệt chúng nó. Lấy tôi một chút này, lấy vợ tôi một chút này, lấy cái toàn cái đẹp của tôi á, cho vào thằng con. Lấy cái xấu của mẹ nó cho vào nó. Thành ra mỗi lần nhìn thấy hai thằng con, tôi toàn nhìn thấy cái đẹp của mình thôi. Hỡi anh chị em, bạn là một tác phẩm nghệ thuật. Bạn nói rằng đi tìm kiếm kỳ quan thế giới ở đâu xa, đâu cần thiết. Chính bạn là kỳ quan thế giới đấy. Đứng soi gương thấy bạn kỳ quan thế giới. Một con người được Chúa tạo dựng. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay, hỡi con cái Đức Chúa Trời,
chúng ta hãy cùng nhau học chơi đồng đội. Học chơi đồng đội. Amen. Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng nhau đọc một đoạn kinh thánh. Sách Nehemi đoạn 4. Nehemi đoạn 4, từ câu 14 đến câu 20. Trong khi ban kỹ thuật đang bật câu kinh thánh, tôi muốn nói với những người mà không có mặt trong buổi nhóm, có thể bàn xem mấy cái bài giảng trước hoặc bài giảng ngày hôm nay, thấy trên sân khấu bừa bộn, rồi phòng ốc nó lôm côm. Xin thưa với anh chị em, đó là tin mừng. Hãy vui. Vừa rồi có một số người Mỹ hỏi tôi rằng, thế hội thánh bên Berlin ra làm sao? Tôi nói rằng, chúng tôi đang cố gắng để đạt tới 300 người, thì bây giờ đó, phòng ốc đã lên tới hơn 1000. Đó là sự thách thức của Đức Chúa Trời. Thật ra nếu bạn nhìn thấy căn phòng hơi bị bừa bộn, hãy cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho chúng tôi tại Berlin này. Và nó rất là tuyệt vời, đang chờ đợi những cơ hội thách thức mới. Và sẽ có một ngày bạn nhìn thấy tại đây có hàng ngàn người nhóm lại, và tại đây có hàng trăm những giáo sĩ, những nhà truyền giáo được cử đi để hầu việc Đức Chúa Trời tại các nơi. Xin Chúa ban phước cho bạn đang sửa lại tòa nhà này, đợi thời gian sắp tới sẽ hoàn thiện. Amen. Ok, Nehemi đoạn 4, câu 14 đến câu 20. Tôi xem xét trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng, chớ sợ chúng, khá đáng kính, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và cho nhà của mình. Hỡi dân sự ngồi tại đây, đừng sợ, đấng đáng kính chúng ta ở cùng chúng ta. Chúng ta cần phải chiến đấu tiếp tục cho vợ, cho con, cho chồng của mình và cho 30,000 người đồng hương chúng ta tại Berlin này, cả 100,000 người tại nước Đức, cả triệu người tại Âu Châu và nhiều người tại ở Việt Nam nữa. Tiếp theo, khi các kẻ thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời cũng làm bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc của mình, ai nấy về làm công việc của mình, có nghĩa là họ đứng vào đúng vị trí đồng đội mà được sắp xếp trước rồi. Tiếp theo, từ ngày đó, nhìn này, làm việc đồng đội này, cho nên tại sao lịch sử vào record 53 ngày, một bức tường rộng lớn như vậy đã thành công xây dựng xong. 53 ngày, chưa kịp sang đến tháng thứ 3 thì bức thành đã được xây xong. Họ làm gì trong khi quân địch tấn công như vậy? Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm giáo, khiên và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa đứng ủng hộ, và chia ra một nửa cầm dụng cụ để xây dựng, còn một nửa cầm súng để bảo vệ. Tiếp theo, những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh và những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí. Những kẻ xây sửa ai nấy đều có cái gương mình đeo nơi lưng rồi xây cửa, còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. Thổi kèn là thế nào? Là bất cứ động tĩnh gì từ xa lập tức thổi kèn. Vì sao? Bởi vì dân sự quá mỏng. Thế ra họ đặt ở những khúc thành có những kẻ thổi kèn. Khi địch tấn công vào vị trí này, ở đây thổi kèn, thổi lên một hồi là dân từ nơi khác lao tới để bảo vệ cái điểm này. Bất cứ chỗ nào có tiếng thổi kèn là dân phải dồn về đó để chiến đấu. Hợp đồng tác chiến kinh khủng như vậy đó. Tiếp theo, hình như chưa đọc tiếp, trở lại vừa rồi. Những kẻ xây sửa ai nấy đều có cây gươm nên đeo mình rồi thế rồi thổi kèn bên tôi. Ok, tiếp theo, tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng, công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm giải rác ở trên vách, người này cách xa người kia. Tiếp theo, câu cuối cùng, tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm nhau lại cùng chúng ta ở đó, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Hallelujah. Cái đó gọi là chơi đồng đội. Đêm ngày 14 rạng ngày 15 tháng 8 năm 1945, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, Liên Hợp Quốc ngồi họp lại, có cho phép người Do Thái hồi hương và lập quốc hay không. Sau khi họ biểu quyết, họ đã công bố được phép. Sáng sớm ngày 15, họ công bố Israel độc lập. Lập tức 5 quốc gia Ả Rập lên tiếng ngay lập tức lúc đó. Họ nói rằng mỗi một người Ả Rập nhổ một bãi nước bọt là 400,000 người Do Thái đang có mặt tại đó chết đuối rồi.
Ai Cập nói rằng mỗi một người Ả Rập hít mông một cái là có thể tạo ra cơn bão sa mạc để thổi bọn Do Thái ra biển rồi. Kinh không? Nhưng 400 con người đó, 400 ngàn người đó, mà toàn người dân thôi, từ Âu Châu trở về từ nơi khác, họ đã đứng sát bên nhau. Họ áp dụng nguyên tắc của Nehemi. Và cứ như vậy, đất nước đó đã tồn tại cho đến bây giờ, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập của họ. Bạn ơi, bài học chơi đồng đội. Bạn ơi, học cách làm việc đồng đội. Vợ chồng, gia đình, con cái, công ty với nhau rất là hữu ích cho công việc của bạn. Amen. Hãy cùng nhau đứng dậy cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.